rồi. Cái đầu bên kia dội dội bộ nó bị méo á, chứ anh lấy thẳng nè, anh lấy thẳng đâm ra bên đầu bên kia dội bộ nó bị ấy không, nhưng mà anh lấy không thẳng là nó đi theo cái cây là đéo được. Đó, được rồi, cứ thẳng theo cây đi, lấn một xíu. Anh lấy là lấy thẳng đó, cứ lấy theo mặt của anh đi em. Yeah.
cố gắng lắm rồi đó mà nó vẫn méo thôi. Không sao đâu, sao đâu, thôi để làm lại nữa mà. Cái này hà nú quá, nó sốc quá ha. Dạ. Nó ăn hổn đó vậy. Mập cỡ này thì thấy 40 rồi thấy không. Ừ. Về làm sơ lại cái. Cái này hạ nú sốc quá, hạ nú nhiều quá nó ăn hỗn, nó hơi sốc, nó méo, hơi méo nè. Nó về lấy CD lạng lại. CD lạng vô là bằng phẳng à? Dạ, bằng phẳng. Giờ vác này, cái này hai thằng vác khỏe mà. Cái này chắc phải ba người mới vác nào. Ừ, vác anh vác phụ chứ. Dạ, ba người mình đi. Đúng cái thớ cây theo ý em luôn. Anh nhìn vậy chứ vân veo có cái trạng hành đồ này đó. Có vân đường hoàng. Chứ không phải không có vân. Nó sẽ đẹp hơn. Đó, anh thấy cái vân này. Đúng rồi. Vân đẹp ha. Đó, vân có vân mà. Có vân. Đây, cây mà sắn với lại cây mà nó có hai nhánh thì nó sẽ có vân. Vân đẹp thiệt công nhận nè ha. Đó. Chứ còn mà một đống trơn tru thì không có đẹp đâu. Ừ. Anh công nhận không? Đúng rồi. Em thấy cái lóng cây nó có tiềm năng. Chứ lại khó lấy thì thôi, mình lấy kiểu này là thông minh nhất rồi. Ừ. Đù cái này luôn ta. Chứ còn bây giờ em hỏi anh chứ giác sao nổi nguyên lóng. Đúng rồi. Đúng không? Ừ. Cái này thôi mình mới xài nổi. Mày đi cho chừng đạp vô cái móng này rồi xây mấy cái cưa lại làm anh đại diện cái. Để cho khăn. Cho cái móng anh luôn. Rồi chào anh em nha, mình đã hoàn thành xong cái lóng cây vậy nè. Đem quay vô. Mày đủ mấy cái gì cũng rớ vô hết á.